chuẩn bị đi chơi đây, đi lấy xe đi chơi đây. Nếu mặc quần áo đi rồi đi chơi luôn bây giờ nhá. Bây giờ được đi chơi á? Mấy giờ bố về? Con đang ở nhà chờ. 1 tiếng nữa nhá. Vâng vâng, bye bye bố. Alo, bố ơi con tan học rồi. Ok, thế đợi bố khoảng 15 phút bố đến đón nhá. Vâng, bố đón con nhanh nhá. Tạm biệt bố. Đồng hồ định vị đang ngày càng trở nên hữu dụng và là một người bạn đồng hành không thể thiếu đối với các bạn nhỏ trong việc có thể giữ liên lạc với các bậc phụ huynh. Và nó có thể mang lại rất nhiều giá trị cho các bậc phụ huynh trong việc là có thể theo dõi và quản lý các bạn nhỏ từ xa chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Chính vì thế trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm qua những mẫu đồng hồ định vị tốt nhất theo từng tiêu chí ở thời điểm hiện tại nhé. Và Miadad, chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với An Tiến Studio. Dòng sản phẩm đầu tiên mà mình muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay đó chính là những mẫu đồng hồ định vị tốt nhất có mức giá dưới 1 triệu đồng, Wonlex CT07 và CT09. CT07 và CT09 là hai mẫu đồng hồ có khá nhiều điểm tương đồng, từ chip cảm biến cho đến tính năng, và điểm khác biệt của chúng chỉ nằm ở phần ngoại hình mà thôi. Chính vì vậy mình để CT07 và CT09 ở cùng một mục. Wonlex CT07 và CT09 là hai mẫu đồng hồ có thiết kế rất dễ thương, đi kèm với những màu sắc phù hợp với các bạn nhỏ. Với kích thước là 48mm, màn hình của dòng sản phẩm này là dạng màn hình IPS với kích thước là 1,4 inch, độ phân giải là 128x128 pixel. Nó giúp cho các bạn nhỏ có thể dễ dàng quan sát thông tin và điều khiển cảm ứng ở trên chiếc đồng hồ này. Và đặc biệt là cả ở trên CT07 và CT09 đều được trang bị một khả năng kháng nước và kháng bụi theo tiêu chuẩn là IP67. Với tiêu chuẩn này thì cả hai mẫu đồng hồ CT07 và CT09 đều có thể chịu được áp lực nước khi mà các bạn nhỏ rửa tay, cũng như là khi mà gặp mưa thì các bạn nhỏ có thể đủ thời gian để cất hai chiếc đồng hồ này đến nơi an toàn. CT07 và CT09 được trang bị khá đầy đủ những công cụ để hỗ trợ cho việc là các bậc phụ huynh có thể giữ liên lạc và theo dõi các bạn nhỏ từ xa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về những tính năng trong việc theo dõi liên lạc. Wonlex CT07 và CT09 được trang bị khá đầy đủ những công cụ để hỗ trợ cho các bậc phụ huynh có thể giữ liên lạc và theo dõi các bạn nhỏ từ xa. Ở trong phần về hỗ trợ liên lạc thì ở đây thì chúng ta có thể nói tới đó chính là khả năng đàm thoại 2 chiều, với việc là có thể giới hạn tối đa lên tới là khoảng 10 số được phép gọi đến và gọi đi trên cả hai chiếc đồng hồ này. Thứ hai đó chính là về tính năng gọi video call. Khi mà Wonlex CT07 và CT09 đều được trang bị một camera với độ phân giải là 0,8 megapixel. Nó sẽ mang lại một chất lượng hình ảnh khi mà gọi video call rất ổn định và rõ nét. Thứ ba, đó chính là tính năng nhận được tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại từ phần mềm quản lý của bố mẹ, và các bạn nhỏ có thể phản hồi trực tiếp ngay trên đồng hồ bằng cách là gửi tin nhắn thoại. Và cuối cùng đó chính là chế độ SOS, hay là trong trường hợp khẩn cấp thì các bạn nhỏ chỉ cần giữ ở phím nguồn này trong khoảng là 3 giây thôi thì đồng hồ sẽ tự động phát ra tín hiệu và gọi về những số khẩn cấp đã được cài đặt sẵn ở trên phần mềm quản lý. Phần tiếp theo đó chính là về những công cụ để hỗ trợ cho các bậc phụ huynh có thể theo dõi và quản lý các bạn nhỏ từ xa. Và phần đầu tiên của mục này thì chắc chắn là chúng ta phải đề cập về công nghệ định vị rồi. Và trên CT07 và CT09 thì chúng ta sẽ có hai công nghệ định vị có tên là Wi-Fi và LBS. Đây là hai mẫu đồng hồ định vị giá rẻ, vậy nên thì chúng sẽ không được trang bị với chiếc định vị GPS. Tuy nhiên thì mình thấy rằng thì với việc không được trang bị GPS thì nó không phải là vấn đề quá lớn đâu, bởi vì ở trong các cái thị trấn này hay là các thành phố lớn như là ở Hà Nội, Hải Phòng hay là Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng ấy, thì mình thấy rằng là cái việc mà có tín hiệu Wi-Fi thì gần như ở đâu cũng sẽ có luôn. Vậy nên thì với cái công nghệ định vị được trang bị ở trên CT07 và CT09 về công nghệ định vị bằng Wi-Fi thì nó sẽ vẫn đảm bảo cho tín hiệu về vị trí của các bạn nhỏ một cách chính xác nhất và ở bất cứ thời điểm nào mà các bạn mong muốn. Tính năng thứ hai trong mục theo dõi và quản lý từ xa đó chính là về vùng an toàn. Đây là một tính năng khá hay khi mà các bậc phụ huynh có thể thiết lập được một cái khu vực ở trên phần mềm quản lý, và nếu như đồng hồ đi ra khỏi khu vực này thì nó sẽ phát ra một tín hiệu cảnh báo để cho bố mẹ có thể biết. Tính năng thứ ba đó chính là về chế độ lớp học. Nếu như các bậc phụ huynh đang lo lắng rằng là với cả một chiếc đồng hồ định vị thì các bạn nhỏ có thể nghịch trong giờ học, thì các bạn có thể yên tâm với một tính năng có tên là chế độ lớp học. Thì đồng hồ Wonlex có thể sẽ bị khóa trong khoảng thời gian các bà bé ở trên lớp, thì lúc này thì đồng hồ sẽ chỉ có thể hiển thị được về việc xem giờ thôi, chứ các bạn nhỏ sẽ không thể nào điều khiển và sử dụng được trong khoảng thời gian này. Và tính năng cuối cùng, đây là một tính năng có thể hỗ trợ cho việc quản lý và theo dõi một cách nâng cao, đó chính là chụp hình lén và nghe lén từ xa. Với tính năng này thì các bậc phụ huynh có thể biết được vị trí của các bạn nhỏ đang ở đâu, cũng như là có thể nghe được âm thanh xung quanh một cách rất là bí mật, và các bạn nhỏ sẽ không thể nào mà có thể nhận biết được điều này. Alo. Thời gian sử dụng pin cũng vô cùng ấn tượng ở trên hai chiếc đồng hồ Wonlex CT07 và CT09. Mặc dù thì đây là hai mẫu đồng hồ định vị có mức giá dưới 1 triệu đồng, nhưng chúng đều được trang bị một cục pin có dung lượng lên tới là 550 mAh, và nó sẽ mang lại được khoảng thời gian sử dụng rơi vào khoảng 2 ngày cho một lần sạc, nếu như chúng ta để ở chế độ định vị ở mỗi 1 tiếng một lần nhé. Tất nhiên là nếu như các bạn sử dụng định vị với cái tần suất nhiều hơn cũng như là sử dụng nhiều tính năng quản lý hơn thì nó sẽ tiêu hao pin nhiều hơn. Tổng kết lại với hai mẫu đồng hồ định vị là Wonlex CT07 và CT09 là hai mẫu đồng hồ định vị rất đáng để cân nhắc trong phân khúc giá dưới 1 triệu đồng với đầy đủ những tính năng trong việc hỗ trợ phụ huynh có thể giữ liên lạc và theo dõi các bạn nhỏ từ xa ở mức cơ bản. Dòng sản phẩm thứ hai mà mình muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay đó chính là đồng hồ định vị mang lại giá trị tốt nhất cho người dùng, Wonlex CT10. Wonlex CT10 là một chiếc đồng hồ có thiết kế rất bắt mắt và dễ thương, đi kèm với 3 màu sắc phù hợp với các bạn nhỏ như là màu xanh, màu hồng và cả màu đen mình đang cầm ở trên tay đây. Với kích thước là 48mm và chiếc đồng hồ này sử dụng dạng màn hình LCD với kích thước là 1,4 inch với độ phân giải lên tới là 240x240 pixel. Có thể giúp các bạn nhỏ có thể dễ dàng quan sát được thông tin hiển thị trên mặt đồng hồ và cái việc điều khiển bằng cảm ứng cũng trở nên dễ dàng hơn. Wonlex CT10 cũng được trang bị một khả năng kháng nước và kháng bụi theo tiêu chuẩn là IP67. Điều này nó sẽ đảm bảo cho em nó hoàn toàn có thể chịu được áp lực nước khi các bạn nhỏ rửa tay cũng như là khi gặp mưa nhỏ thì có thể đủ thời gian để cất chiếc đồng hồ này vào nơi an toàn. Để nói về tính năng trong việc theo dõi và giữ liên lạc với các bạn nhỏ thì Wonlex CT10 như là một bản nâng cấp so với phiên bản CT07 và CT09 mình vừa đề cập phần trên vậy. Và phần đầu tiên trong phần giữ liên lạc thì chắc chắn là em nó vẫn có thể nghe gọi được hai chiều một cách ổn định với việc là có thể giới hạn lên tới là 15 số được phép gọi đến và gọi đi trên chiếc đồng hồ này. Thứ hai đó chính là tính năng về gọi video call thì trên chiếc đồng hồ Wonlex CT10 cũng được trang bị một camera để mang lại một chất lượng hình ảnh sắc nét và hỗ trợ cho việc đàm thoại video call một cách ổn định. Thứ ba đó chính là Wonlex CT10 có thể nhận được tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại từ phần mềm quản lý của bố mẹ và các bạn nhỏ có thể phản hồi bằng cách là gửi tin nhắn thoại trực tiếp thông qua chiếc đồng hồ CT10 đến phần mềm quản lý của bố mẹ. Và cuối cùng đó chính là về chế độ SOS. Cũng giống như ở trên CT07 và CT09, trong những trường hợp khẩn cấp mà các bạn nhỏ cần tìm sự trợ giúp của bố mẹ thì các bạn nhỏ chỉ cần giữ vào cái phím cơ này trong khoảng là 2 giây thôi thì đồng hồ sẽ phát ra tín hiệu và gọi về những cái số khẩn cấp đã được thiết lập sẵn ở trên phần mềm quản lý. Và bên cạnh đó thì với chiếc đồng hồ Wonlex CT10 cũng được trang bị khá đầy đủ những tính năng nâng cao trong việc hỗ trợ theo dõi và quản lý từ xa như là về vùng an toàn này, rồi chế độ lớp học này, cũng như là khả năng về nghe lén và chụp hình lén từ xa giống như ở trên CT07 và CT09. Thời gian sử dụng pin của chiếc đồng hồ này thì sẽ ấn tượng hơn so với hai mẫu đồng hồ trên khi mà em nó được trang bị một cục pin có dung lượng lên tới là 680 mAh và nó sẽ đảm bảo cho việc là các bạn có thể sử dụng lên tới là 3 ngày cho một lần sạc ở chế độ định vị 1 giờ một lần. Và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ bị tiêu hao nhiều hơn nếu như các bạn sử dụng định vị nhiều hơn cũng như là nhiều chế độ về quản lý hơn nhé. Và tổng kết lại với chiếc đồng hồ Wonlex CT10 là một phiên bản nâng cấp hoàn hảo ở trên chiếc đồng hồ CT07 và CT09 với đầy đủ những tính năng trong việc hỗ trợ các bậc phụ huynh có thể giữ liên lạc này và quản lý và theo dõi các bạn nhỏ từ xa một cách toàn diện nhất. Và dòng sản phẩm cuối cùng mà mình muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay đó chính là những mẫu đồng hồ định vị đến từ thương hiệu MyFirst R1C, R1 và S3. Với thương hiệu MyFirst thì có thể thấy rằng thì đây là một trong những thương hiệu khá mới tại thị trường Việt Nam, nhưng với thị trường châu Âu thì MyFirst đã có thể khẳng định được tên tuổi của họ rồi. Đây là một thương hiệu đến từ Singapore và họ chuyên sản xuất những thiết bị dành cho trẻ em với những cái sản phẩm nổi bật như là đồng hồ định vị dành cho trẻ em này, rồi bút vẽ 3D, bảng vẽ thông minh và rất nhiều các sản phẩm khác nữa. Và với tiêu chí mà MyFirst hướng đến đó chính là mang lại cho trẻ một trải nghiệm tốt nhất cũng như là sự an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Chính vì vậy những chiếc đồng hồ định vị đến từ thương hiệu MyFirst đều được làm từ những vật liệu nhựa cao cấp, lành tính, kháng khuẩn và nó sẽ không gây hại cũng như là kích ứng da trong quá trình sử dụng cùng với các bạn nhỏ. Với thiết kế và màu sắc đa dạng như chúng ta sẽ có cả những mẫu đồng hồ định vị với thiết kế mặt tròn này hay là thiết kế mặt vuông cùng những màu sắc vô cùng ngộ nghĩnh và dễ thương, rất là phù hợp với các bạn nhỏ. Đặc biệt là những mẫu đồng hồ định vị đến từ thương hiệu MyFirst đều sử dụng dạng màn hình IPS với kích thước chung là 1,4 inch và nó sẽ mang lại một chất lượng hình ảnh vô cùng sống động và sắc nét, giúp các bạn nhỏ để dễ dàng quan sát và điều khiển cảm ứng trên chiếc đồng hồ này một cách dễ dàng. Và để nói về phần tính năng trong việc hỗ trợ theo dõi và quản lý từ xa cũng như là giữ liên lạc với các bạn nhỏ thì những mẫu đồng hồ định vị đến từ thương hiệu MyFirst được trang bị rất đầy đủ. Chúng ta có thể nghe gọi được hai chiều với việc giới hạn các số gọi đến và gọi đi lên tới là 15 số. Và thứ ba đó chính là với việc là có thể nhận được tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản từ phần mềm quản lý của bố mẹ cũng như là các bạn nhỏ có thể trả lời trực tiếp ngay trên đồng hồ thông qua tin nhắn thoại. Và cuối cùng là trong trường hợp khẩn cấp thì với những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu MyFirst cũng được trang bị tính năng về SOS. Khi mà các bạn nhỏ có thể giữ vào một cái phím ở phía bên cạnh của chiếc đồng hồ thì đồng hồ sẽ phát ra tín hiệu và gọi về những cái số khẩn cấp đã được thiết lập sẵn ở trên phần mềm quản lý. Còn về những tính năng trong việc theo dõi và quản lý từ xa thì những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu MyFirst cũng được trang bị lên tới 3 công nghệ định vị, đó chính là về GPS, LBS và cả về Wi-Fi để hỗ trợ cho việc định vị một cách chính xác nhất, nhanh nhất và ở bất cứ thời điểm nào mà bố mẹ cần thông tin. Và bên cạnh đó thì những mẫu đồng hồ này cũng được trang bị những cái công cụ để hỗ trợ cho việc quản lý và theo dõi từ xa một cách nâng cao như là về thiết lập vùng an toàn, cũng như là cả về chế độ lớp học nữa. Tuy nhiên về những tính năng như là nghe lén và chụp hình lén giống như những mẫu đồng hồ Wonlex mình vừa đề cập phần trên, thì với những mẫu đồng hồ của MyFirst thì chúng ta sẽ không có tính năng này nhá. Bởi vì đây là một dòng sản phẩm hướng đến thị trường châu Âu, và tại đây thì chúng ta sẽ có một vài cái quy tắc đặc thù về nhân quyền và sẽ không được sử dụng những tính năng này. Vậy nên thì ở trên những chiếc đồng hồ của MyFirst thì chúng ta sẽ không có những tính năng về nghe lén và chụp hình lén. Nếu như các bạn cần tính năng này thì có thể tham khảo với những mẫu đồng hồ Wonlex mình vừa đề cập ở phần trên. Thứ hai đó chính là với việc là được trang bị một camera với độ phân giải có thể lên tới là 2 megapixel ở tùy từng phiên bản. Vậy nên nó sẽ đảm bảo cho cái việc là có thể mang lại một chất lượng hình ảnh khi gọi video call một cách rõ nét và ổn định trong quá trình sử dụng. Và tất nhiên là những mẫu đồng hồ định vị đến từ thương hiệu MyFirst cũng được trang bị một khả năng kháng nước theo tiêu chuẩn là IP68, đủ khả năng để cho em nó có thể chịu được áp lực nước khi mà các bạn nhỏ rửa tay này, hay thậm chí là chúng ta có thể ngâm ở dưới nước rơi vào khoảng từ 5 cho đến 10 phút. Nhưng đây vẫn là một mẫu đồng hồ điện tử, vậy nên là các bạn không nên quá lạm dụng, khi mà chúng ta nên cởi ra khi mà đi tắm hoặc đi bơi nhá. Và đặc biệt là những mẫu đồng hồ định vị đến từ thương hiệu MyFirst còn được trang bị một bộ nhớ trong để hỗ trợ cho các bạn nhỏ trong việc là có thể lưu trữ được những bài giảng này cũng như là những bài nghe tiếng Anh để các bạn có thể nghe lại ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào để hỗ trợ cho việc học tập trở nên dễ dàng hơn. Việc học vẫn có thể diễn ra ngay cả trong giấc ngủ sâu không? Vậy tại sao chúng ta không tận dụng khoảng thời gian này để học thêm nhiều câu nói tiếng Anh và không hề làm mất thời gian của bạn? Đừng chần chừ thêm nữa, hãy bắt đầu bằng video này và tích lũy ngay cho mình 222 câu. Pastor Street, please. 70 Pastor Street. Và với những tính năng này thì có thể thấy rằng là với những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu MyFirst, nó không chỉ đơn thuần là một thiết bị để hỗ trợ cho các bậc phụ huynh trong việc giữ liên lạc và quản lý các bạn nhỏ từ xa, mà nó còn là một người bạn đồng hành trong quá trình học tập và phát triển của các bạn nhỏ từng ngày. Thời gian sử dụng pin cũng rất là ấn tượng trên những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu MyFirst, khi mà em nó có thể sử dụng lên tới rơi vào khoảng từ 2 cho đến 3 ngày với một lần sạc. Nhìn chung thì đây là những con số ở mức trung bình thôi, nó cũng không quá nổi bật so với các mẫu đồng hồ khác, nhưng mình thấy rằng thì nó vừa đủ đối với một chiếc đồng hồ dành cho trẻ em. An Tiến là một trong những đơn vị đầu tiên kinh doanh đồng hồ định vị tại thị trường Việt Nam từ những năm 2012. Chúng mình có lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu về nhu cầu của thị trường để có thể chọn ra được những mẫu đồng hồ định vị tốt nhất và phù hợp nhất. Tại mỗi cửa hàng thì chúng mình đều có một đội ngũ sale dày dặn kinh nghiệm, có thể giúp các bạn có thể chọn được một dòng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu, cũng như là có thể giúp các bạn có thể giải đáp được các thắc mắc này và cài đặt đồng hồ trong quá trình mua hàng. Còn về chế độ hậu mãi và bảo hành thì với những mẫu đồng hồ định vị được mua tại cửa hàng antien.vn sẽ được bảo hành lên tới là 12 tháng kể từ ngày mua hàng. Ngoài ra thì các cửa hàng ở thành phố lớn như là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thì chúng mình đang có một đội ngũ bảo hành trực tiếp với tiêu chí là có thể hỗ trợ cho khách hàng trong việc giải đáp các thắc mắc và vấn đề mà khách hàng gặp phải, cả về phần cứng và phần mềm một cách nhanh nhất. Và tất nhiên là các sản phẩm mà mình vừa đề cập đến trong video ngày hôm nay đều đang có sẵn tại các showroom của An Tiến. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.